Trung tấn Bà Rịa Việt Nam bây giờ dân khổ lắm. Chú ơi đang chơi bùa vậy. Tất cả những đứa con họ Thiên ở trên nước Việt phải khấn Đức Thầy. Khấn Đức Thầy trước. Rồi lúc đó Đức Thầy mới ra lệnh kiện mới về. Còn bây giờ Kiệt Chí là người vẫn còn phải giữ cái xác phàm để mà lo những cái chuyện lớn chứ tương lai chưa có làm được, để một đời này trọn vẹn rồi đi về với gia đình, kiếp này cái thành Phật thì không có tái sanh nữa. Khi mà đưa nước Việt lên hành cường quốc thì nhiệm vụ đã xong. Họ không nổi các môn của Mác Lê cũ sinh viên Việt Nam. Ở trong trường đại học có dạy các Mác Lênin hả? Học cũng hay á, gắng học cho nhiều. Tại vì cái thuyết của các Mác Lênin rất là đơn giản, có nghĩa là một người rất là cực kỳ khôn, giống như anh Phạm Nhật Vượng đi, anh đi hôm anh giàu, anh tỷ phú, tới đây kiếm một người rất là nghèo, không ra gì, bán vé số hay là dân chơi trộm cướp, anh Phạm Nhật Vượng mới chia tài sản của ảnh ra phân nửa cho cái người đó. Đó là lý thuyết của các Mác Lênin là vậy đó, nghĩa là không cần biết mày khôn mày giàu mày siêng năng kiểu nào, cái thằng làm biếng á nó cũng phải ăn đồng chia đủ cái kiểu vậy đó. Nếu nói như vậy tại sao có người ở dưới địa ngục đầu thai lên, những con thú vật đầu thai làm thân người, song song lại có những chư thiên chư Bồ Tát ở trên trời đi xuống đầu thai làm người nữa, thì mình phải coi cái nào đúng cái nào là bị dụ, mà dụ bị nhồi sọ từ đời ông cố ông nội gì tới đời cha tới đời con. Trong năm nay anh Việt Nam đúng không anh? Cái đó mình nói 90% nha, có lệnh là đi thôi, cũng như mình là lính mà lính đang dự bị. Cho nên 90% Đức Thầy gọi thì về thôi à, sư phụ kêu là lên đường. Phượng Trần nói anh Kiệt ơi, chỉ có thế lực siêu nhiên cho vài tia sét vào cái Ba Đình nó mới bị cháy. Vài tia sét vô lăng Ba Đình hả? Thấy đâu cần đâu, tự động dân vô dân vô, có ngày dân tới đó dân sẽ tiễn bác đi. Hello. Dạ em vẫn khỏe anh khỏe không? Ồ, chỗ này không có nên đụng chạm tới người khác, tại vì ở dưới chế độ bển nhiều lúc mình hồn ai nấy dữ nha anh. Ok, cảm ơn anh nha. Anh chánh này tà thì từ từ sẽ hiểu. Nhưng ở dưới chế độ đó nhiều lúc mà nó không có tự chủ được anh. Ok, bye bye. Sư phụ ơi, cho con hỏi chú chuẩn đề có phải là Phật mẫu không? Thì Phật mẫu chuẩn đề mà, để chữ rõ. Án Lam Án Xí Lan Khệ Thủ Y Tô Tắc Đế Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cô Chi Ngã Kim Thân Tán Đại Chuẩn Đề Như Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Mẹ em đi nước tắm về đó là em được thỉnh được cái tượng này của cái người đó không?
Thì mình thờ một cái tấm hình cũng được mà không thờ cũng được. Cái quan trọng là mình trong tâm mình nhớ Thượng Đế, nhớ cha trời, nhớ mẹ đất. Rồi mình đọc kinh mới là quan trọng, chứ mình thờ quá trời á mà mình không có chịu đọc kinh cũng như không á. Ok, rồi rồi, để nói chuyện sau nha, để bắt phone của người khác. Hello. A Di Đà Phật. Dạ thưa anh Kiệt, em YouTube anh Kiệt ơi. Anh ở đâu vậy? Dạ em đang ở Thái Lan. Thái Lan. Anh ở Thái Lan hả? Em đang ở Thái Lan. Dạ. Ủa sao nước Việt không ở, đi qua bên Thái ở gì ta? Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam vui, rồi nói tiếng Thái rồi nó mặc sờ rong luôn, anh đâu có biết giận sờ rong đâu. Hả? Vậy cười. Em cảnh ngộ của em là anh có thể là anh hỏi cha mẹ là anh hiểu được cái cảnh ngộ. Hồi hồi tôi ở Thái Lan á là tôi còn nhớ được tiếng Thái, nghe nó xài tiền nó gọi là bát, một bát hai bát, dạ, đúng rồi king keo là ăn cơm đúng không? Mai cỏn là rượu đế phải không? À, tại tôi bị mấy người có tiền nó sai tôi như giặc vậy đó, đi mua này mua nọ. À, rồi cái cho tôi tiền lẻ, cho nên mấy danh từ tôi nhớ, tôi chui ra hàng rào Thái tôi đi buôn lậu cho mấy người có tiền mà trong trại tị nạn khổ quá, chuyện gì cũng làm hết, cho nên tôi nhớ mai cỏn, mày mua gì cho tao 2 chai mai cỏn nha. Tôi coi rồi, cốt của anh là con ông trời mà. Cốt của anh con ông trời đi. Giỡn chứ là tôi là người truyền tin, người nào mấy đệ tử gần tôi kìa, rồi tôi mới đi về trời tôi lật sổ. Chứ còn mình làm nhiều quá, người ta nói mình không phải là người truyền tin là hình như thầy bói luôn, mình chết luôn á. Không phải thầy giáo, thầy tăng, thầy pháp, thầy bói gì hết trơn á, thầy sư vậy chứ, tôi là người truyền tin anh biết không. Còn bây giờ có một số người hâm mộ ấy là tôi chỉ đại diện cho cha với mẹ nhận làm đệ tử, để mà lỡ như tôi nó có ẹt tôi nhờ mấy ông rồng dẫn đường nó đi về trời thôi à. Chứ còn cái cốt của mình gì mình không quan trọng, mình quan trọng hiện tại mình là cái gì mới quan trọng, anh hiểu không? Cũng giống như tôi là tôi bị người ta chửi quá à, tôi riết là tôi không có biết gì hết, tôi chỉ biết tôi là ai mới là quan trọng, còn người ta nói tôi kiểu nào nữa kệ, nói mỗi miệng nó nín, cho nên anh phải biết anh là ai quan trọng. Tức là anh nói là anh nghĩ dù sang 130 xuống kỳ này phải không? Thì chỉ về Việt Nam khi nào Hội Long qua Đức Thầy xuất hiện đó mình sẽ gặp nhau nha. Còn Đức Thầy chưa xuất hiện là mình chỉ gặp nhau trên mạng thôi à. Tôi cũng gọi được chú chót chót hoài, chót đến là 100 tuổi già tôi chết thôi. Đức Thầy chưa xuất hiện mà tôi cũng ngồi để vậy á. Nhưng tôi anh cùng cùng chung số phận, ngồi chờ chờ thời. Ok anh nha, rồi rồi ok rồi, gắng ngồi chờ niệm Phật nha, trong lúc mà ngồi chờ Đức Thầy xuất hiện đó mình phải niệm Phật. Anh Kiệt ơi, có thể nào mà em liên kết với anh, có một cái số nào để mà em có thể mà em liên kết để mà trình bày với anh? Số này nè, đang nói chuyện tôi được là số này được rồi, để tôi bắt người khác nha. Hello. Hello. Dạ chào chị. Ok.
Ok rồi, vậy không kêu cho kêu bằng chị, kêu là em gái nha. Rồi em gái có gì không em gái? Cứ cái núi là bây giờ chỉ có người Việt Nam được lên, với con của ông trời được lên. Hồi xưa giờ á, mình xin ra public để cho Ấn Độ với Mỹ trắng với Mỹ đen với Mỹ đỏ được lên, nó lại cha lại mẹ. Nhưng mà cái đám thổ tả của Cali nó không hiểu, thì thôi bây giờ chờ mình coi, gọi là private member. Chị cứ đi qua đi, chị được lên mà đừng lo. Cứ qua đấy mà có người mở cửa. Ok, cần gì phải khóc. Rồi, họ thiên á là ngoài đời đó là phải sức chúng, còn tu là phải sức thần, phải không? Cho nên họ thiên đặc biệt hơn là cầu gù cầu gặt chỗ đó. Ok, để kêu bắt điện thoại khác nha. Hello.